Xin chào các bạn. Đây là trung tâm mua sắm Kim Cúc. Bây giờ là, trước đây là gọi là Big C bạn, bây giờ là đổi lại thành là siêu thị Go sao? Thì hôm nay mình lên đây để quay các bạn xem lại cái trạm sạc điện của VinFast bạn. Đây, VinFast. Cái trạm sạc này là có lâu rồi các bạn. Mình nhớ là hồi dịch hay là trước dịch gì á, là nhớ có cái trạm sạc này. Hiện tại đây thì mình thấy có 4 cái trụ sạc bạn. Mỗi trụ có 2 dây sạc. Trước đây mình quay rồi, bây giờ hôm nay mình quay lại cái trạm sạc đây bạn. Thì hồi nãy mình mới hỏi thử một cái anh sạc đây, thì anh nói là sạc có thẻ mà. Thẻ rồi, quét thẻ rồi người ta sẽ trừ tiền. Mình cái này tiền bao nhiêu thì mình không rõ. Nó có hiện cái đồng hồ gì đây bạn. Đang sạc 97%. Giờ nãy giờ mình quay ngoài trời mình không để ý, bây giờ quay vô màn hình là nó bị chớp. Bây giờ mình quay lại đây bạn. Đây mình không rõ, đây thấy đề 97% mà. Nãy giờ sạc 32 phút. Thế hiện tại là chỗ đây có mấy xe VinFast mà. Xe đây cho xe chạy dịch vụ taxi này. Và bên này thì chắc xe tư nhân. Taxi đóng cửa thành ra mình hỏi. Thì ở Quy Nhơn mình là có tổng cộng là 3 trạm sạc các bạn. Có 3 cái trạm sạc. Một cái trạm sạc là ở BC đây, rồi một trạm sạc là ở cái cây xăng Petrolimex chỗ 48 Trần Hưng Đạo bạn. Cái xăng nó mới mở sau này. Thì để tí nữa mình chạy xuống mình coi thử cái trạm sạc, hồi giờ mình cũng chưa có để ý. Rồi còn một cái trạm sạc nữa là số 6 đường Phan Chu Trinh nha bạn. Một trạm sạc này số 6 đường Phan Chu Trinh là cái trạm sạc đó của dịch vụ taxi Lado hay sao bạn. Do chắc yêu cầu của dịch vụ đó, của cái hãng taxi sao người ta đặt trạm sạc cho đó. Thế còn phục vụ khách thì theo mình nghĩ là có 2 cái điểm chính ở đây là ở Bixi và ở cái cây xăng 48 Trần Hưng Đạo. Còn phần lớn thì nếu xe tư nhân thì người ta có bộ sạc bạn, sạc ở gia đình. Đây là trường hợp khẩn cấp. Còn hoặc là mấy người họ đi dịch vụ taxi đây thì họ không có ghé về nhà được á, thì họ ghé mấy trạm sạc đây họ sạc. Còn nếu tư nhân thì mình sạc ở nhà trước khi mình đi. Còn nếu đây là trường hợp mà đi đường mà trở ngại này kia hết điện thì mình ghé mấy cái trạm đây. Thì ở Quy Nhơn có 2 trạm thì cách nhau cũng khoảng chắc 6-7 cây số vậy bạn. Rồi đi xuống. Vừa rồi mình có gặp cháu chạy taxi đang sạc ở Lado bạn, đang sạc này. Mình không phải Lado, sát bên là Vinh gì đấy bạn. Thấy màu xanh xanh không biết. Cái taxi gì đây mình cũng không để ý. Thì cháu đó nó nói là ở đây là sạc thì ở hãng người ta trả, cho nên là cháu nó không biết giá tiền. Bây giờ mình đi xuống mấy cái trạm dưới thử nghe các bạn. Bây giờ là mình tới chỗ ngã ba đường Phan Chu Trinh với Lưu Hữu Phước bạn. Chỗ đây là cái trạm đậu xe, cái bãi đậu xe của của taxi Lado ạ. Taxi Lado hình như ở đây là cái trạm xe này mà, nhưng mà trong công ty người ta mình không vào. Thì mình thấy cái bảng mà trạm sạc là thì người ta chưa dựng mà đang để bên kia. Còn ở đây thì hình như mấy xe đây đúng rồi, của Lado rồi. Còn xe màu xanh đây màu xanh dương, còn màu xanh
màu xanh kia không biết cái màu xanh gì, xanh ngọc hoặc là hình như xanh ngọc là xanh FM. À, có taxi có loại khác các bạn. Trên kia là taxi, còn cái màu xanh xanh dương đây là Volado này. À, đi sân bay 165 à. Thì ở đây là cái trạm bãi đậu xe của Lado, taxi Lado. Còn trong đây là hình như là FM sao? Mà thấy Lado đậu đây và không biết, mình không rõ. Thì ở đây là có trạm sạc VinFast, người ta bố trí ở đây chắc để dùng cho mấy cái xe taxi mà. Ở đây có hai hãng luôn, hình như là Lado với là Sanvem đậu đây luôn. Đây nè, cái bảng trạm sạc người ta còn để đây, chưa dựng lên, hình như ta đang chuẩn bị xây, thấy có để gạch để đồ đây, mới xây cái bảng. Đây mình đi vô cái đường bên đây và thấy xe điện ở đâu nhiều lắm bạn. Đây mình đi vào cái cổng cảng Quy Nhơn các bạn, bên tay phải nè, cái đường tay phải là đường Nguyễn Dữ. Mình thấy một số xe điện họ tranh thủ đậu trong tranh thủ tận dụng cái đoạn đường đây là không có xe đi nhiều mà người ta đậu xe này. Thì mình nghĩ cái trạm sạc đó là chắc phục vụ chủ yếu là cho xe taxi, chứ còn khách thì hình như là để tí mình đi ra cây xăng chỗ Antara ngoài kia mà đó, cái tòa nhà Antara đó có cây xăng Pyramid sát một bên đó. Thì chỗ đó là ngay đó là mới lắp cái trạm sạc của VinFast. Là Quy Nhơn mình có 3 trạm các bạn. Ở đây cái bãi đậu xe của họ mà xe đây hình như có xe có số, xe chưa có số bạn, chắc là xe mới. Cái đường Nguyễn Dữ người ta mới cải tạo lại bạn, nó đang chuẩn bị làm bờ kè luôn. Đó, bây giờ mình cua lại đi qua bên Antara rồi sẵn cái đoạn này cũng cần mình để camera các bạn theo dõi cái khu neo đậu tàu thuyền các bạn.
đây tạm thời nằm đâu. À mình mới hỏi nhân viên thì họ chỉ ra phía sau góc các bạn. Đây nè, trạm sạc điện VinFast này. Ở đây có hai trụ mà mình cũng không thấy xe sạc. Thì cái này nếu mà taxi thì thường thường chắc họ sạc bên cái trạm mà bên thông chương trình các bạn. Còn cái đây chắc phòng họ để tư nhân họ đi đâu có trở ngại gì họ vào sạc đây. Đây tủ điện mà có hai, một cây sạc nhỏ, một cây sạc lớn. Còn ngoài đây là cái xăng các bạn. Thôi mình xin dừng video đây. Xin thân ái chào các bạn.